ý kiến của tôi này. Sao? Giờ là anh em mình cứ băm sấn xong là anh em mình ôm một nồi uống rượu. Còn cái bộ lòng ấy là để tối tôi thiết kế bây giờ mình ăn. Ví dụ gặm này những cái xương nào mình này con này chút tải mềm này nhai được thì mình nhai, có cái nào rắn là anh em cứ bỏ ra mâm xong là ăn xong thu gom lại cho tôi nhé. Là tối tôi bỏ vào hầm mấy bộ lòng ấy tôi làm nồi cháo. Đấy, ăn bữa tối. Xong rồi đánh pháo, pháo đất. Đánh pháo xong ăn cháo. Đúng rồi. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay trời mưa các bác ạ. Thế tổ thợ xây anh em lại nhớ việc. Đây là mấy anh em trong ngõ xóm với lại cô tí chất tươi. Đi mua được con cầy có khoảng cầy này là cầy cái bọ. Nên là chỉ chục mấy chục cân thôi. Nó là bọ. Không phải là lai. Chỉ chục 12 cân thôi. Thì mấy anh em của tôi lại làm tí các bác ạ. Thế là anh Phú ơi. Thế là mấy ông nhà chị chứ không đun nước nhá. Ê, thằng Phú ơi, cứ bắt lời lắm chương trình đó. Các ông ở nhà đun nước nhá. Rồi, hai bà cứ đi đây, bọn tôi ở nhà này có tiếng chương trình đun nước. Tôi sang chú nhà bắt rồi, giờ chị Trang Khanh về thôi. Ok nhá. Rồi, các ông nhà cũng làm việc lặng đi. Vâng, bà chào nhà bà gấu, bà sắp xin chào cả nhà yêu nhá. Chúc các ông bà một ngày mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, thật hạnh phúc nhá. Thời tiết mới này mùa quá, các bác phải dần với hắn một tí bà đi. Chúc các ông bà. Tôi chào các bác bà đây. Này xóm em có chương trình các bác ạ. Lặng quá, nực dậy. Mặt quá. Bây giờ lặng quá. Thầy ăn đi ơi. Lấy bà đây. Đi ơi. Ôi giờ khổ thân này bà. Chết to rồi. Ôi giờ khổ thân như này. Con này rất là vui. Con ơi, thầy bà. Thầy chị cây con ơi. Kiểu như có trận mưa mà xóm lỗ lươn gọi là vui như ngày hội. Thế đã đổi tên xóm chưa? Hay là vẫn xóm mũi nhỏ mồm? Mũi nhỏ mồm đấy. Tức là vẫn mũi nhỏ mồm. Hôm nay có nhân nhân vật số 1 nha các bác nhá. Các bố đếch hám được chiếc canh. Không tiết rồi, lòng rồi. Thế anh kia kiếm ở đâu được cái gì để tiết gì cũng được. Tiết là sang thành chính chó rồi nó có tiết. Ừ. Thế là không thấy anh đến đâu. Chính chó là buổi sáng đâu có, chắc buổi sáng. Đấu nãy đọc cái ra mà ẩn. Thầy chứ. Giữ thật tiết lâu quá, không thấy anh đến. Không chín. À, tí đâu về tôi chặt cái măng cho. Đây còn đang ngồi uống rượu với ông chợ ghê, thì nó đến ông tìm. Bạn với chợ thì vô được. Chơi với chợ. Đấy thì phút, loại nào mà chưa chưa. Bạn hứa thì tôi thích có số điện thoại nhưng tôi vẫn máy nhà. Hứa rồi. Tại hôm nay tôi chẳng biết là mắc bà. Thì tôi thì bọn mày lại trước thì ta đi. Thế này, cái món giềng xá đào chứ. Ừ. Ra đồng xin thế. Xin đi giờ nó mới xả con đâu. Xin đi xả rồi. Xả đi xiên rồi. Thằng kiếp đâm thì đi. Áo tôm mình nhẹ chết ra quá. Mắm tôm mình nhạt chứ gì những ý là mua tôm đại, tôi mua nhộng xuyên bất nhộng xuyên đại cả.
mắm tôm mới thương quá rồi. Con này con ông đập đá nhưng mà con này hay là anh em mình băm sẵn đi. Băm sẵn không được. Ừ, loại băm sẵn rồi. Ngon. Hôm nay thua bữa anh nhỉ. Băm sẵn ngon mà. Ai mình nhớ thịt cầy ôm một lời. Ngon xả đâu thôi. Thành ra băm sẵn một xong. Đây. Hôm nay ăn thử bữa thôi. Cao bên kia. Bên đây được rồi. Cho nó khác này. Để đúng lọc ra thì nó vẫn ngon. Ôi cái lọc băm sẵn cũng được. Không cứ tí thui lên xong rồi mổ ra xem thế tính sao nghe vậy? Thịt xương xương băm sẵn là ngon mà. Tao thiện sẵn cơ. Hả? Tao thiện sẵn. Sẵn thì ngon nhưng mà không nhanh. Thế nào món mình nấu xỉn này chỉ đạo cái món nông lá cái xá kia kìa. Phóng đi rồi. Cái cực cơ. Ông phóng thì bao giờ nào có để ý đâu đâu. Lại nhà anh gì? Ông lại nhanh xong rồi ông đi ra đồng luôn. Biết như ông này không được, ông mới phóng xe lại. Kìa kìa trời, nãy sắp mưa rồi kìa. Nhanh nhanh mưa đấy. Đúng rồi. Đúng là cày tơ trời mưa nhé. Không nhưng mà hay là cái con hôm nay ta đổi lại xóm đi. Con này nó... Làm cái lễ đổi xóm thì... Nào. Nhưng mà phải họp bàn nữa chứ, tên là gì? Tên xóm thì là gì? Cái xóm mũi nhỏ mồm đi nha, thường nó cũng gớm lắm. Nó lâu rồi, nghe lắm. Cũ rồi. Nghe nó xưa rồi. Hả? Ừ, ông làm sợ vợ. Sống sợ vợ. Có ai cùi dưới từ trước rồi. Nó có ai này xóm mũi nhồi mồm nha, thì nó căng quá này. Các bác xem cái xóm này đẻ có mạnh không? Đây có mấy cái gia đình đây mà trẻ em kìa. Bồng bế này, còn trên hiên còn vài đứa nữa kìa. Đấy. Kinh đẻ kinh gớm đấy. Đúng rồi, ăn mạnh xong đẻ mạnh đấy nhỉ. Không phải cái món cơ bản là cứ thịt cầy nhiều. Cầy thơ nó đẻ kinh lắm. Năm đại. Nếu mà các bố cứ ăn cái món này vào thì đẻ vô tội vạ luôn. Thế ông ở đây làm chó là tôi về tôi nào cái mấy củ măng đấy nhá. Ừ. Tôi về lấy măng đi. Có bao nhiêu măng nó mang ở đây thừa để làm tấm. Thế nhà lão nhiều măng thế sao? Ừ, mấy khoáng cơ. Úi giời. Tao lấy cái xe đạp với đấy. Xe tao đi, chìa khóa đi. Vứt xem cái áo nào thôi. Cẩn thận đây mẹ ngã con nó táng cho thì là vỡ mặt đấy. Không ra đây bảo này con sinh ra và lớn lên là xóm mũi nhỏ mồm. Hôm nay xóm chúng con là nhân tiện trời mưa thì có món cầy thư oăm một xoong đi ra đây. Mời các ông các bà. Mời các ông các bà tham dự đấy. Con nói được không? Bà một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Con nói được không? Con nói được như thế không? Đây này giờ bà Thúy một mình bà trông nhiều bác cứ bố này bà Thúy dày không biết đâu này một nách hai đứa đây này. Đây ông lão này là thân sinh một mình ông ra cánh đồng ông đào được xá này các bác này. Gọi gì nữa? Mà còn vẫn còn thiếu lá thuần với lá mơ nữa. Còn tí nữa. Hả? Tí nữa hả? Đây là đi ăn trộm hay là đi xin đây không? Có nhà một mẫu ở ngoài đồng nha. Riêng anh Bình này là có cái gọi là có cái chỉ tiêu giỏi nhất về làm chó như các bác nhé. Nếu bác nào có thịt thì cứ nói viết tắt là như thế, còn nếu bác nào mà có nói tắt thôi bác nào nó đủ chứ thì nó lâu mà có nhu cầu đấy mà muốn làm chó đấy thì alo nhé, hoặc là để phần bình luận là kể cả đang đêm gọi là Bình chuyên gia làm chó. Bình chuyên gia làm chó cứ vào cái nick đấy là ra. À thế là bác có nickname là chuyên gia làm chó này. À thế được rồi. Bình chuyên gia làm chó. Vâng, bây giờ là đến cái khâu thui các bác ạ. Rơm. Mắm này là hay đây này. Nay trời mưa đâm nên là thui ngay đây thôi, không ra vườn nữa. Đây rồi, vườn nữa đây rồi. Em lúc nào em cũng tin.
đấy, phủ ra đây, phủ phủ được sau nữa mà. Để cho lấy gì, cho phủ một lượt cho nó khô ra đi. Đi ơi. cái xóm nỗ nương này được cái nó đầy đủ hết cái... có đi lấy lá mơ nông không? Đây các bác cứ tay xách mắt mắt hàng như này đây, nó cũng bác bỏ tay muốn cái lên sáu đâu rồi đi. Đây là các em nhí nhất là có công việc đây là các bác này. Cụt hết cả ra rồi. Cụt hết chứ? Cụt hết à? Ui còn nhiều. Đây gấu mặt đi. Có hai này. Cái mũi Nam Mờ Nông này không biết bao nhiêu con chó này. Nhìn, nó về hàng trăm con này. Cả xóm này. Ông là ông ngồi nương mỗ nghe chừng mỗ ngốn ngán ông muốn xuống à? Bà xuống con cấu cho bà nhé. Bà. Giỏi nát. Cấu đi. Con cấu đi, cấu cho bà đi. Đâu? Thôi. Con gọi bà ơi đi. Cháu gọi bà ơi chưa? Con ruồi. Con ruồi ấy. Ôi giời, rất ná kia chứ không ná mờ. Riêng cái giống thịt cầy cứ phải cái món nám mơ lông này các bác ạ, nó mới thơm, nó đúng vị. Nhỏ làm việc nhỏ nhá, tùy theo sức của mình nhá, đúng như bác Hồ nói chưa? Bé trong công việc nhá. Chào mừng một con nước bạn nhá. Mấy bà chó anh em hái lá mơ lông về đây. Nào ra cái vạt quả chuối này đi cho nó hết nhiệm vụ. Xóm này được cái trẻ em nhiều lắm, cứ mỗi năm đẻ vài đứa. Xóm này được cái là nhiều trẻ em các bác. 6-70 vẫn đẻ bình thường. Lấy chuối mẹ em nhá. Chuối mà. Riêng cái món thịt cầy kia phải có chuối xanh thì nó mới ngon. 5 quả này thôi thì đủ ăn. Cái này thôi là ngâm nên là được rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Mắm tôm mới chuyên quá. Mà ông lão đồng chuyên mài dao. Cắt lấy còn thẹn phần đất này. Hôm nay thống nhất cái oằm một xoang kìa. Ôi trời ơi, bằm sấn rồi. Chó này cứ bằm sấn rồi nó non chó mà chưa già đâu.
xúc cứ thế là ngậm thôi kìa. Ngậm nó dễ. Ừ, mới mua về đấy. Đây là tương mẻ mông tôm mà bà Thúy đã hoàn thành xong rồi nhá. Dì ra ăn tôm rồi. Đây bảo đây đây giới thiệu. Măng đã về nha các bác nhá. Đặt cho 4 cái, thằng ấy lấy 2 cái. Ôi giời, sao này to này kìa. Tao không nghe can đâu. Hôm nay ông công gian chứ. Ôi thớt đâu rồi. Tinh thần này là thế này nhá. Ý kiến của tôi này. Sao? Giờ là anh em mình cứ băm sấn xong là anh em mình ôm một nồi uống rượu. Còn cái bộ lòng ấy là để tối tôi thiết kế bây giờ mình ăn. Ví dụ gặm này những cái xương nào bình này con này chút tải mềm này nhai được thì mình nhai, có cái nào rắn này anh em cứ bỏ ra mâm xong là ăn xong thu gom lại cho tôi nhé, là tối tôi bỏ vào hầm mấy bộ lòng ấy tôi làm nồi cháo. Đấy, ăn bữa tối xong là đánh pháo pháo đất đánh pháo xong ăn cháo. Đúng rồi. Gọi là cháo chó. Cháo chó tức là lòng này là tối. Đấy, lòng mấy xương chốc mình ăn ngậm cái nào rắn này bỏ ra xong là cứ bắt đầu đi lạo con này nạt đấy, con này nạt đưa vào vào hầm làm nồi cháo gì vậy? Tức là lay tóm lại là băm sấn mua một con. Nóng đánh pháo rồi làm bữa ăn cháo đi. Đánh pháo cháo. Còn có măng nữa anh? Măng vẫn chua. Ăn nó ngon. Ăn thì chốt tròn lẩu. Hôm nay khác dữ các bác. Mà đông người ngồi mấy bếp mà ngồi đâu được. Hai bếp. Thế này lẩu hả? Úi giời, vào lên trong. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi ta rút đi còn đợi đó rút là cho bia rồi là. Khám là ăn được. Ôm một xoong nó cũng nhanh chứ mà. Ừ, ta rút đâu. Cú cho một phần nó bát tô riêng. Giá tiền đấy. Một người một góc. Em một người đấy. Cô xong măng đấy là cô cứ đi làm cái lòng sạch sẽ đi, không cô để ngăn mát rồi. Vâng. Cái này em chưa làm rửa đấy, cứ làm qua chứ làm lại. Ừ, cứ làm sơ đi, tí tôi làm lại. Để ngăn mát để tối chỉ tối hương đi cho tôi hết rồi. Nhé. Cái này nó quá đỉnh. Mà này nay nó trọng trách nữa, không có ông giao tôi không làm lòng mới chết này. Không Thì em đi đào giềng đấy. Giềng với nhau thi đầy. Thi hoàn tạ cấy con giềng. Đấy, đấy khoáng to đấy. Anh ơi, cạo sạch sẽ cái thành đập nhá. Bình ơi, hôm nay thằng kia cầm gạch chưa? Thằng kia cầm gạch chưa? Băng này ăn nấu thì các bác, hiện nay là chơi kiểu vừa nấu vừa oan một nồi. Đây, vui măng này phải mất một cái. Thế đầu gỗ này kiếm được cái vườn măng này tiền triệu một năm đấy. Bằng ngay ra được quá không? Đâu có nhà kín. Rồi đeo hết được rồi. Chốc còn lỡ lắm. Thế hay là kiếm đâu cái nồi to đấy nhỉ? Nồi to nhà bác Phối đấy. Có nếu nồi chốc nồi to cái nồi này không hết được đâu. Cứ ướp vào đi xong chốc cho xong rồi. Chốc còn lỡ lắm. Nhưng mà được nhiều, nó cũng như kia mình thái nguội rồi, hiểu chưa? Mà chỗ này chỗ mềm mà nó ăn đậu thôi. Không này. Cầm đỡ tay đó. Tôi đi phải cáo. Thế còn măng nữa mà. Tất đấy, đây cắt cho ngon.
mẻ này, mắm tôm này, mắm tôm có hết chai đấy. Cái này có hạt lạc mắm tôm. Trời nó om om, nó gần mưa rồi mà nó oai quá đi. Sao ở đây chính? Đi thoải mái đi. Cho mình chính ra đi. Một đêm cẩn thận mặn vì mắm tôm rồi nhá. Đi rồi, đi rồi. Đổ bia đúng không? À, nấu chó là phải lấu bằng bia chứ không lấu bằng nước á. Tức là lấu bia. Bây giờ cái tiêu om 99,9 xào, xào chín thôi, trong chốc cho bếp lấu đổ bia vào ăn. Để ăn kiểu lấu mới đấy. Hôm nay này các lão muốn kiểu gì kiểu thì các lão bày ra kiểu gì thì bày. Ăn bia lấu mới ngon. Không, chốc cho bếp ăn, cái này chỉ xào chín thôi. Đây đây, không bị mắc ngọt thì ăn đau nè. Xào cho nó ngấm vào đi. Không bao giờ, không bao đắng. Đắng, dầm thì biết. Nhà muốn này muốn ăn quen rồi. Hơn năm rồi. Con này nó thơm lắm các bác ạ. Nhiều đường núi nâu rồi con này nhá. Con này thì nay anh em tôi chọn một cái phương pháp ăn như thế này các bác, ngồi được không? Quá ngon rồi. Phần nặng để tối. Ê kìa. Trông nó ngon với thịt này. Đúng rồi. Mình xào này kỹ lên chốc cái kia đâu. Kỹ luôn. Cứ gọi là chín thắng được đấy, chốc thì sang kiểm tra được chưa nào? Thơm thơm sống vào quả khối rồi. Lạc lắm bà, ngon lắm. Ra lạc đây mà bạn. Hay bật bếp cho chín hẳn. Chín hẳn rồi. Rồi em lấy cái mây. Ui dồi, thơm lắm. Đồng chí liệu có bê được cái xoong này không? Bê được, bê được. Hai xoong này bê được. Chuẩn bị chén bát nha các bác nha. Đây là bây giờ là 10 giờ 15 rồi. Bữa trưa vui vẻ. Đúng rồi. Đây còn anh Bình, anh thể hiện nốt tí chuối này để ăn sống các bác nhé. Thì chó là các bác đồng cảm này, phải lam ơ này. Lam ơ. Chuối xanh này, khế chua này. Nhưng mà nó khế này 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 khế chua là thiếu. Nhưng nay là thiếu mất cái món khế chua. Đúng rồi, tìm khắp nơi không có vì nó trái mùa ấy. Hiếm quá, mùa này nó hiếm. Có khế. Đây này, rồi các bác nhé, đây là món ăn kiểu mới của anh tôi nhé. Giờ là cho tí bia vào. Om bia vào xong bắt đầu kiểu như là giờ này lấu luôn đấy. Lấu bia đấy. Bà Thúy đâu? Có cần khéo không? Ở Thúy nằm với cháu không? Hả? Thúy nằm với cháu. Sang chén rồi, bà sang chén rồi. Được rồi. Em vâng các bác ơi, cái món thịt cầy có một nồi đã xong nhé, thì bây giờ mời các bác cùng thưởng thức với em bữa trưa hôm nay, cũng bữa tối là hôm nay đánh pháo là cái bộ làm ăn riêng. Bây giờ là hôm nay là ăn sấn và ăn nấu mì bia. Ăn khác kiểu được các bác xem là tình hình cái món nào ngon thì sau này là thịt chó om bia. Vâng đấy. Các người viết thế để cho mọi người thưởng thức thế nhá, thì là sao xem là cái món nào ngon thì các bác cho ý kiến. Vâng. Mà trời này gần mưa rồi kìa. Nhanh lên mưa anh về nhá. Đánh mình ta. Bếp. Bếp nhà mày. Đánh chưa? Thôi rồi đó. Rồi. Mừng nước ta đi. Vào đây.
Thì chỗ là phải ăn nấu này mà nấu là phải ăn nấu kia. Đúng rồi, nấu là phải nấu lâu. Đấy. Các bạn đưa cho bình nấu ăn xem măng này nắm măng người ta đã bỏ măng mày quá. Ăn đi ông ơi. Thì giải người giải đến đồng chí đi buổi. Giải điện vừa dính. Đâu? Đâu? Mía. Mía đi. 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 Cho dài nhiều, còn nước nồi nữa. Đâu, ý là cái bát hết rồi. Ông múc ra cái bát lên đi. Ý là ăn hết rồi, múc. Đấy là múc nóng. Múc quá thì ông thân ông. Múc đi ăn đi. Cứ múc ra đầy ra. Dài. Ôi, nóng ăn luôn. Ăn được ăn. Đấy, nói ra rồi. Nói ra luôn. Không bia đâu. Hả? Đấy, tí đổ nó ra rồi. Đấy. Đây thằng thông gia nó tài trợ bác, nhưng mà cho bác uống chán rồi. Uống chán này, làm tí nữa tao nhà báo qua nè, có sóng cái ca này nên là tí, mát rồi. Có con lẩu rồi, có con á. Đó, có con lẩu ra đây nè. Còn cơ ông nó bác. Này là con đất xó mình chuyển sang sống giấy muối đi. Em nhớ mẫu rồi, đang muối nhòm mồm nhưng mình thay cái chim hồ chứ là. Rồi sang giấy muối được. Không cần lời nữa, thế nè. Chả sang mấy ống thì mày khác là cái gì? Thôi đi đâu, không đi đâu này ngào. Ý thì giờ gì bà thúy mày cũng sang mấy ống thì khác. Cái thằng là không măng nào thoát được, có nghĩa là măng nhà mày cũng ngọt hơn măng khác nhưng mà nhiều nói không có ngâm ngâm. Em ăn là không đắng thật. Không có mật. Có nghĩa là hơi có vị ngâm ngâm thôi. Hả? Nó mồm nó làm sao? Chứ là muốn kháng sinh chứ là nhá. Rơi xuống trong rồi. Được cả mẹ ăn 10 miếng không mà miếng nào ngon ăn đấy mày chứ. Thúy ơi. Tao chiều là múc bỏ làm cái tí là bá nó chiều nó làm hết là thịt chỗ nó quá. Nó có thịt chỗ nó quá. Chiều đại ca thì nhưng ý thôi nhá, phải trả tiền ông nuôi đàng hoàng. Ông mày cứ dấm. Thôi, cứ mần thôi. Bé nó có thể tiền nó có cái này. Cái gì? Không không cái chắc chắn chứ. Đi qua đặc phi rồi ấy. Ăn là phải trả tiền cứ tiền giống tôi nói nét nước không không mà tôi ăn đâu vịt của đang nói vịt của bác Phối mà ông thái vẹo thiên nhiên những ý là nuôi có những công ông ấy chăn nuôi này thế sao có mất thì cày ngon thì vẫn mới ba cày ô một lời món của tôi lúc nào chăn công mày dạy của nó thằng như giờ bọn tao ăn chơi cả tháng được không đừng đâu được đúng cái đi thôi thế thôi nhưng mà rủ nhau chút xong ấy quá là quất. Ôi trời, quản bắn hết ra. Bố này. Bố ăn này. Bố này là lời chuyện. Bố này, bố ta mấy. Ôi trời, chúng ta ăn hết rồi. Nó mệt đấy. Chứ còn bố này đến chỗ đấy. Tí mà chứ không chơi nước này. Rất tí lên từ tháng đấy. Tí lên nha. Ai lát trời, bố tí. Hiện bác rồi nhưng mà thôi nó cảm nhé. Tao như này thấy bèo. Được. Tao lại tao biết. Được, nói là nô rồi. Bảy con đấy, bảy con. Chết tao ăn. Không, cái con đấy thì không mời nuôi được con đâu. Bía mày không ăn được. Vịt gì thì vịt đấy thì. Vịt đấy mà nuôi đến Tết trong cái Tết rồi. Bía mày không ăn được vịt. Nó có hiểu đâu, gọi là vịt. Nói thẳng là nó bị vịt ngoại rồi. Ăn đấy, tao ăn đấy. Nó chưa có lông cánh mà nó ăn còn nghe. Không mệt. Nghe này nè. Thế là cái ngọt gì thì là gì. Cái kia tao bắt cho mày xem. Ai ngồi. Ăn đấy mà quá. Nói thì liền mới hiểu được. 4-5 tháng rồi. Cứ thui lên. Được rồi đấy.
Bác là Trinh kìa. Không, tay lên, tay lên, tay lên bốc rồi. Tay lên truyền bốc. Mưa giả đấy. Ui giả đây. Đấy, trời ơi, mưa này mất cuộc này. Mưa xong xếp rồi. Mưa rượu thì cho nó mới nhất. Mưa không ăn được. Là rô bác đây này. Rồi, rô đây. Rô đây. Từ trước nay nè, tuyệt vời đấy. Khô bác đấy. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Đấy. 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 Anh nó bắt chai rượu mới bỏ chữ xanh hai không cứ lại nó cứ xe máy được rồi mà cũng là đợt gặp của nhu đấy đứa ấy máy còn máy chúng tôi đưa kêu quay quay bạn luôn Hoàn quá rồi. Nguội rồi. Nguội rồi con nào con bê không vãi ra chân đúng rồi. Không có ngồi chứ kìa. Không có ngồi xoáy ra. Đấy, thử hiện hoàn không. Cháu. Hả? Ui giời ơi. Giấy là chính ở đây. Giấy là giấy. Giấy là con. Giấy là giấy. Giấy là nay anh em mình sẽ thực hiện làm cũng như là thịt chó mình chế biến theo một cái cách khác. Đấy. Không có anh em mình làm được hai bữa. Làm một bữa và xương mà thịt một bữa. Thế là phải như thế. Mọi khi là chỉ có một bữa nữa thôi mà được hai rồi. Bữa. Nhưng mà anh đâu có công nhân đâu. Vâng. Tại sao là bây giờ là nói chung là các nữa còn các bác thông cảm này đúng tại sao tôi nhắc là bình làm chó nó cái từ nó hơi nó cái từ thì có nghĩa là nó hơi thiếu nhưng mà nó thật tôi chuyên gia làm chó làm thịt chó anh bình làm chó là ngon thật đây cấp bậc thấp đấy lấy qua đang đi vâng lấy qua con khác đồng đội ở đang đi dâm anh đâu con đa dâm mà bừng bừng qua máu không sao.
bác kê cái bác này vẫn ở nhà cháu là đi cái gì kia ông kia nhiều việc có ông rồi nhưng mà còn rượu có ông đúng không ông kia ông kia uống rồi để nhà bố làm cái này mấy cháu mời cháu không đúng rồi mấy cái này mấy bác nha món là cái ông một đồi lạ miệng rất là ngon các bác ạ. Đây các bác à. Bà Thúy với bà Sinh không làm khóc sao được mãi cho cháu ăn thế này. Bà làm khóc thế hả? Lấy con to đi. Úi giời rồi bà nó có hai cái cu này. Cho cháu ăn thôi. 50 rồi. Đã chứ ăn gì? Hết chỗ này là chôn. Ông ơi. Có nhìn thấy cụ Tài Ngào đôi thúng qua chiều mắt không? Chịu đâu rồi? Chịu. Chịu đấy rồi, khó rồi. Nhưng không biết. Bữa nay mà gần nay tới mà không biết. Có biết trong như thế. Nên không cao rồi, theo các cụ nâng cấp rồi. Trông thế có biết gì đâu. Đường giống trắng. Biết đâu. Thằng này biết, thằng này không biết. Lịch sử không biết đâu. Xúc mạnh cho các bà ăn đi, nhiều lắm bên này. Còn rất nhiều đấy nhá. Biến nó làm xong rồi. Đối cho Tùng ấy. Đây là các bác này. Đối Tùng cái món ở không trên ngon này. Cái này ngon lắm, ăn chất nữa. Vừa dai vừa giòn ngon đấy. Này nó mới là chất lượng này, giòn nó đúng ra đấy. Nói các bác đồng cảm này là đúng, chúng em là sơ ý là cái thằng kia nó giữ không chặt. Nó đổi tiết còn nó đúng đấy. Nếu mà tiết canh chó đấy, múc nóng vừa lấy cái sụn này mới hai cái tay này mà đánh tiết canh ăn thì thôi rồi. Nhất xa. Trên cả tuyệt vời luôn. Ôi chết đi. Chúng quyền lợi ở đóng cung hồ đấy. Rồi rồi. Làm nhà tông ấy. Cái bằng nhóm kia vẫn chưa đâu ở đâu rồi. Chập chờn lắm. Bằng cả đua đây kìa. Riêng cái bằng nhóm này không biết bao giờ nó mới được ăn. Đảng viên đấy. Chính ăn cái đắng không? Quay lại đấy con đắng hay ngọt? Nhóm Vĩnh. Thế vừa rồi kia vừa đắng. Này, đắng ngoài đi. Nước đá. Cái chân chắc là đúng không? Sao rồi? Được rồi. Chắc không đấy. Mà
Cái tôm đấy không phải là mỏi, không phải 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 không cũng như là hai cái câu nói mà nó đã lệch nhau là tự nhiên nó đã hai nó thành 22 rồi đấy gì ở đâu ta đâu đâu đúng rồi ông từng lúa dài giờ tôi cứ cày cuốc đâu đâu anh sẽ làm cái gì anh nói này là không nhưng mà rượu vào mình chiều nay là hơi khó khăn nhưng mà nếu để mai thôi chưa mai nữa không biết mai nữa này mình cứ đến hết này nếu có là mình đang nhặt thôi cái gì đó cứ mời ra nhà ta đi thôi được nhá có cốc kia ai nhà lên anh này tôi đẩy không quan tâm nào đây là phạt